Xin chào bà con nông dân. Hôm nay mình rất vui được chia sẻ với mọi người một công nghệ mới cực kỳ hữu ích cho việc trồng trọt. Công nghệ Hitoco 75 25 25 25 FluTE. Công nghệ này sẽ giúp cây trồng của bà con phát triển khỏe mạnh, cho trái to, ngọt và đặc biệt là rất bền vững. Cùng mình khám phá những lợi ích tuyệt vời của Hitoco 75 25 25 25 FluTE nhé. Đầu tiên, Hitoco 75 25 25 25 FluTE cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây với tỷ lệ cân bằng hoàn hảo. Nhờ đó, cây của bà con sẽ lớn nhanh, khỏe mạnh, lá xanh tươi tốt, lại còn tăng sức đề kháng để chống chọi với sâu bệnh nữa. Đặc biệt hơn, sản phẩm này còn bổ sung thêm các vị lượng TE, những dưỡng chất đặc biệt giúp cây phát triển toàn diện từ rễ, thân, lá cho đến tận quả. Nhờ vậy, mùa vụ nào cũng bội thu, năng suất cao. Không những thế, Hitoco 775 25 25 25 FluTE còn giúp đặt tơi xốp hơn, giữ nước tốt hơn, cây dễ dàng hấp thu dinh dưỡng hơn. Điều này không chỉ tốt cho cây trồng mà còn giúp bảo vệ môi trường, giữ cho đất luôn màu mỡ nữa đấy. Cách sử dụng cũng cực kỳ đơn giản luôn. Bà con chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn và tưới trực tiếp vào gốc cây là được. Chỉ sau một thời gian ngắn thôi, cây cối sẽ xanh tốt, lá mượt, trái tỏ ngọt, tràn đầy sức sống. Để tìm hiểu thêm thông tin và đặt mua sản phẩm, bà con truy cập trang web daplant.vn nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cao năng suất và chất lượng mùa vụ với công nghệ tiên tiến này. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nha. Hẹn gặp lại bà con trong video tiếp theo.